Visual ấn tượng của dàn ngọc nữ Gen Z trong phim Món Quà Của Cha, Ngọc Huyền đọ sắc cùng Quỳnh Trang, cô hot girl người tài đáng yêu vô đối. Ngọc Huyền, nữ diễn viên khiến khán giả ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp trong phim. Đầu tiên phải kể đến người đóng vai chính Ngọc Huyền. Cô nàng đảm nhiệm vai Thảo, một sinh viên học khoa thanh nhạc năng động, tràn đầy năng lượng cực. Đây là lần trở lại đáng nhớ của Ngọc Huyền sau thành công của vai diễn Vân Vân 3 chấm ở bộ phim Thương Ngày Nắng Về. Khác với Vân tinh nghịch, nhí nhảnh, vô tư vô đối thì Thảo là một cô sinh viên duyên dáng, sống tình cảm và nội tâm sâu sắc hơn. Với ngoại hình sáng, diễn xuất tự nhiên, Ngọc Huyền dần chiếm được tình cảm của khán giả ngay từ những thước phim đầu tiên. Để vào vai một nữ sinh viên có giọng hát hay một cách thuyết phục, Ngọc Huyền cũng đã phải học hỏi rất nhiều. Cả ngoại hình và diễn xuất, Ngọc Huyền rất hợp với vai diễn con gái út của ông Nhân đấy ạ. Nữ diễn viên trẻ hy vọng sẽ có thêm một vai diễn hay để khán giả nhớ tới. Quỳnh Trang. Vào vai Ngọc, bạn thân của Thảo là nữ diễn viên trẻ Quỳnh Trang. Cô nàng mang nét đẹp ngọt ngào, trong trẻo dễ dàng ghi điểm với khán giả ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trước đó, Quỳnh Trang xuất hiện trong bộ phim Chồng Cũ, Vợ Cũ, Người Yêu Cũ với vai Mai Anh, cô con gái lén lỉnh, bướng bỉnh của nam chính. Sang Món Quà Của Cha, vai diễn của Quỳnh Trang có phần nữ tính, điềm đạm hơn nhưng vẫn rất cá tính. Ngoại hình của nữ diễn viên khá hợp vai, tuy còn chút non nớt trong diễn xuất, hy vọng Quỳnh Trang sẽ cố gắng khắc phục để nhập vai tốt hơn. Đặc biệt, Quỳnh Trang và Ngọc Huyền cũng là bạn thân ngoài đời nên dễ dàng diễn cặp với nhau. Thu Hà Seri. Thu Hà Seri được mệnh danh là hot girl người Tày, nổi tiếng với nhan sắc xinh xinh, yêu yêu và dễ tạo thiện cảm với mọi người. Trong phim, Thu Hà Seri vào vai Ninh, cô bé hàng xóm của Hiếu Duy Khánh. Ninh gây ấn tượng bởi vẻ ngoài dễ thương, nhí nhảnh và trẻ con. Cô hàng xóm tên Ninh đúng là một phiên bản khác hẳn của Thu Hà Seri. Thu Hà để tóc ngắn, diện toàn đồ đơn giản, nét diễn cũng mộc mạc, tự nhiên rất phù hợp với nhân vật. Vai diễn này được coi như một sự thay đổi trong con đường nghệ thuật của Thu Hà. Hàn Trang. Hàn Trang không còn là gương mặt xa lạ với khán giả truyền hình. Cô nàng từng đảm nhận nhiều vai phụ trong các bộ phim truyền hình trước đây như Lối Về Miền Hoa, Chồng Cũ Vợ Cũ Người Yêu Cũ. Nữ diễn viên được đào tạo bài bản tại trường đại học sân khấu điện ảnh nên diễn xuất cũng rất ấn tượng. Hàn Trang được nhận xét là có gương mặt điện ảnh và được kỳ vọng sẽ bước xa trong tương lai. Trong phim, Hàn Trang vào vai bạn gái của bạn thân Thảo và Ngọc. Tuy đây là một vai diễn nhỏ và đất diễn không nhiều nhưng Hàn Trang vẫn gây chú ý nhờ ngoại hình xinh đẹp, kiêu kỳ. Khi xuất hiện chung khung hình với Hội Chị Em, Hàn Trang cũng nổi bật không kém. Mai Huê. Mai Huê đóng vai Yến là đối thủ của Thảo trong phim. Khác với các bạn diễn, Mai Huê cũng là gương mặt với tên của màn ảnh nhỏ. Vai diễn phản diện trong phim Món Quà Của Cha được coi như màn chào sân của Mai Huê với phim truyền hình. Đóng vai phản diện, nét diễn sắc sảo của Mai Huê đã được phát huy tối đa. Yến mang tính cách sắc sảo, cá tính và có phần mưu mô. Ngay từ những tập đầu, Yến đã có những xô xát, tranh cãi nảy lửa với Thảo. Mai Huê đã thể hiện tốt ở những cảnh quay đối đầu với nữ chính. Ngoại hình cuốn hút, thần thái sang chảnh cùng diễn xuất phù hợp đã giúp Mai Huê gây chú ý ở vai diễn đầu tay này. Dù là vai chính hay vai phụ, chính diện hay phản diện thì dàn nữ diễn viên trẻ trong phim cũng đã thể hiện hết mình. Điểm cộng lớn nhất của họ chính là sự cố gắng không ngừng để mang tới màu sắc mới trên màn ảnh Việt. Mong rằng trong tương lai họ sẽ trở thành những mỹ nhân màn ảnh hàng đầu vũ trụ phim ảnh VTV.